Chào cả nhà nhá, chúc một ngày tốt lành. Mình đang đây là luật sư Pháp và đã vào trong trong phòng để chuẩn bị đợi tuyên án rồi. Lúc nãy thì xe cũng đã đưa chị Huệ đến ở cổng ở trong sân tòa này, và khi mà chị Huệ xuống thì chúng tôi tất cả bà con chúng tôi ở đây rất là nhiều đã hô rất là to Huệ Như vô tội, yêu cầu thả tự do cho Huệ Như. Và khi chị bước xuống, chị ấy, mặc dù bị ngăn cản bởi các cái công an dẫn giải, áp giải, thế nhưng mà chị vẫn cố gắng quay lại để mỉm cười và vẫy tay với mọi người. Nhưng mà tôi lúc đấy thì lại không kịp ghi lại cái khoảnh khắc đấy, mà chỉ có kịp hô là chị ơi, chị cố lên em đây, để cho chị biết là chúng tôi đang ở bên ngoài. Và chị phấn chấn. Thì sáng nay lúc 8 giờ rưỡi thì sẽ tòa phúc thẩm sẽ tuyên án đối với cái vụ mà chúng nó vu cho chị là tội gây rối trật tự công cộng. Và chị với chị Huệ và Tiến thì đã đến tòa, và chúng tôi đang tất cả bà con dân an chúng tôi và cũng như là tất cả các lái xe chúng tôi đang đợi ở ngoài để chờ đợi một cái kết quả, chờ đợi kết quả của phiên tòa. Hôm nay thì tình hình ở đây là tất cả mọi người đều đeo khẩu trang, chắc là dịch thì cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng, nên là mọi người tôi thấy là đeo khẩu trang. Đây thì các cô mặc dù là đau chân, đau tay nhưng mà vẫn phải đi nạng để đến. Tôi cho các bạn xem cái những cái băng rôn của họ. Kính mong bác Trọng, bác Trương Hòa Bình, bác Nguyễn Hòa Bình, bác Phúc, Thả Huệ Như, bác Tô Lâm, Thả Huệ Như, cháu Phương, bà Tâm, bà Thêu, bị oan, xin cảm ơn các bác. Đấy, những cái băng rôn, những cái khẩu hiệu rất là đơn giản thôi. Những cái con người mà được người dân yêu quý và tôn trọng thì họ mặc dù là không máu mủ ruột già, nhưng mà họ vẫn đi để cất tiếng nói, để đòi lại cái tự do công bằng cho những cái người vì nước, vì dân, những con người mà vì cộng đồng như là chị Huệ, chị Tâm. Đấy bà con ạ, hôm nay thì Hà Nội là cũng rất là nắng, rất là nắng, bà con dân oan thì ở đây cũng rất là đông. Nhưng mà tôi rất là tiếc khi mà không tôi không ghi lại được cảnh chị xuống, không ghi lại cảnh chị xuống. Có thể là hôm nay nó sợ để mọi người có thể chụp được cái ảnh mà phải gọi là chất như nước cất hôm qua khi mà dẫn giải chị Huệ, nên là thành ra là nó đùn trước đùn sau, cố gắng để có chị Huệ không thể lọt một cái hình ảnh nào của chị ra ngoài. Nhưng mà chị vẫn cố gắng ngoái đầu và mỉm cười với tất cả mọi người, một nụ cười kiêu hãnh, một nụ cười thể hiện sự chiến. 8 rưỡi theo đúng lịch, chúng tôi không có thời gian để lằng nhằng, theo đúng lịch là 8 rưỡi phải tuyên, mà đến bây giờ vẫn thấy chưa thấy có một động thái nào để tuyên cả. Luật sư vẫn đứng ở trong sân tòa. Xe chở chị Huệ là xe 37. Hôm qua thì các bạn biết khi mà chở chị Huệ về thì chị có cái xe có đi qua đây, và chị đã cố gắng giơ tay qua cái cửa của cửa tù của cái xe chở tù và vẫy tay với mọi người. Một cái vẫy tay cảm ơn và thể hiện cái sự cố gắng nỗ lực không chỉ cho chị mà cho cả cộng đồng. Hôm qua về thì tôi đã lăn ra ốm, nhưng mà sáng nay tôi vẫn dậy rất là sớm, không ngủ được, dậy rất là sớm để đến đây. Cũng mong công lý sẽ được thực thi. Thực ra thì vẫn có niềm hy vọng, tại vì có mẹ Huệ đi bố mẹ chị Huệ thì rất là lớn tuổi ạ.
và các bác ấy rất đau yếu từ hồi chị Huệ bị mất, thế chị Huệ bị bắt vào tù, thế nên là các bác ấy không thể đi được. Mọi người chia sẻ nhá. Hôm qua thì các bạn cũng nhìn thấy những cái status rất là nhiều và hàng gần như là hàng trăm bài kêu gọi cho Huệ Như, kêu gọi thả tự do cho Huệ Như, nói lên những áp bức bất công mà cái tham nhũng và lợi ích nhóm đã chà đạp lên đối với chị, một người phụ nữ nhỏ bé đấy. Thế nhưng mà sau một đêm thì tôi không biết là chúng nó đã mang đi bao nhiêu bọc tiền, bao nhiêu là cái bao tải tiền sau một đêm để nó đi chạy nọ chạy kia. Thực ra mà nói, tôi nói với các bạn, nếu như một cái vụ án bỏ túi thông thường mà nó nghĩ rằng nó có thể đàn áp và đánh phủ đầu thì thưa với các bạn rằng là nó không bao giờ nó hoãn xử đến lần thứ ba nhá. Nó không bao giờ nó hoãn xử đến lần thứ ba. Đến bây giờ hoãn xử đến lần thứ ba có nghĩa là nó vướng. Nó vướng thì tất cả người dân chúng tôi đến tận thời điểm này vẫn đang chờ đợi và vẫn đang cho những cái kẻ đó cơ hội để sửa sai. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, 3 năm rưỡi hay là 15 tháng tù giam nó không phải là vài chục năm, cũng không phải là cả đời. Và những người bị kết án đó họ không sợ, chúng tôi cũng chẳng sợ, tại vì chân lý nó là vĩnh cửu. Và chúng tôi, tại sao những người nói thẳng, nói thật, nói đúng, những người bị chúng nó ăn cướp lại phải sợ kẻ cướp? Không bao giờ có chuyện đó. Dù năm nay hoặc là 10 năm sau hoặc ngàn năm sau thì chân lý vẫn phải là vĩnh cửu. Những người nói thẳng, nói thật, những người sống vì chính nghĩa thì phải ngẩng cao đầu và không sợ những kẻ hèn kém hơn mình, những kẻ cường quyền, tà quyền. Nên là chúng tôi vẫn đang cho những kẻ đó cơ hội để sửa sai. Hiện tại, cái thời điểm hiện tại thì các bạn cũng biết rồi. Các bạn biết rồi, bò đỏ nó đang thất sủng. Dạo này không thấy nó ẳng nhiều, bò đỏ nó đang thất sủng. Thế nên là hy vọng rằng là cái người chiến thắng và người chiến thắng là người biết thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Đấy, lòng dân mà không yên thì chẳng có cái gì có thể là vững chãi được. Đây là lúc phải đoàn kết dân tộc để chiến thắng kẻ thù là ngoài khơi cái kia, chứ không phải những cái người mà chúng ta gọi nhau hai tiếng đồng bào này đâu. Dù có sống có chết họ cũng không bao giờ họ không có bao giờ có cái ý định lật đổ chính quyền hay là gì cả. Đấy là mồm mép khốn nạn của những con bò đỏ thối thay dày xác, mồm mép khốn nạn của những thằng Việt gian, Hán gian bán nước hại dân. Còn những người dân như này họ chỉ muốn chăm chỉ làm ăn một cuộc sống bình thường với mảnh đất làng quê, hoặc là những không khí trong lành, có công ăn việc làm. Đối với những người thành phố họ chỉ mong ước vậy thôi. Bản thân tôi cũng vậy mà họ cũng vậy, các bạn cũng vậy. Không ai muốn một cuộc sống loạn lạc, sống trong một cái xã hội mà có chiến tranh cả. Nhưng chúng ta đang như thế nào? Nếu như chúng ta không đấu tranh trước áp bức cường quyền, nếu chúng ta để mất chủ quyền, nếu chúng ta để lệ thuộc về kinh tế và chính trị, thì các bạn cũng nhìn thấy đây, hôm qua có một cái thằng Trung Quốc, người Trung Quốc mà đâm chết một người Việt Nam nhưng mà lại bị xử án treo. Thì điều đấy có nghĩa gì? Điều đấy có nghĩa nếu chúng ta để mất chủ quyền, để mất cái lòng tự tôn dân tộc, thì chính chúng ta đây sẽ là những người lưu vong trên chính mảnh đất của chúng mình. Lưu vong và bị đối xử bất công ngay trên chính mảnh đất hình chữ S này đối với những kẻ ngoại bang. Đấy, nên nếu các bạn cứ tiếp tục im lặng sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Điều đấy nhanh được chứng minh thôi, như là đã một hai hôm nay các bạn đọc báo cũng thấy rồi đấy. Nó là người Trung Quốc, nó có thể sẵn sàng là đâm thuê, chém mướn, chém giết rồi đủ các thứ tệ nạn. Nhưng sau đó thì được dẫn độ để chuyển, để trả lại bên tàu khựa. Vậy là những cái người thân của các bạn sẽ bị chết oan uổng và không ai lấy lại công bằng cho họ cả.
Nếu như pháp luật không được thượng tôn, nếu như là cái chủ quyền chúng ta bị mất, thế nên những hơn bao giờ hết những người dân chúng ta phải biết cất tiếng nói trước những áp bức bất công, cường quyền. Hôm nay nó lại thả chó ra nhiều quá. Chó thì lúc nào nó cũng tiếng chó ẳng trong bụi mận gai. Các bạn vào cái những cái Facebook của chúng nó không bao giờ thấy mặt mũi hình hài, mồm ngang mũi dọc của chúng nó là ai. Nhưng mà nó lên trên Facebook nó lại ẳng rất nhiều, ẳng rất lớn. Đấy, thế nên là tôi thường hay gọi những con chó núp bụi rậm này là tiếng chó sủa trong bụi mận gai. Nên không cần phải nói chuyện với chó, tại vì nó sẽ không hiểu tiếng người. Tôi chỉ cần chặn và cho nó cút, thế thôi. Đúng vậy, chủ quyền mà bị mất thì mọi người đều trở thành nạn nhân. Sáng nay thì cũng có một cái tin vui, tôi cũng vừa đọc là Mỹ chuyển giao hai tàu cảnh sát biển hỗ trợ Việt Nam, chuyển cho Việt Nam hai tàu cảnh sát biển trị giá 58 triệu đô hay sao đấy, đúng không? Thì là một cái dấu hiệu đáng mừng. Đây là cái thời khắc mà thiên thời địa lợi nhân hòa để cho chúng ta thoát chung. Cũng hy vọng đảng và chính quyền, nhà nước biết thiệt hơn, biết điều hơn lẽ thiệt và biết rằng là dân mới là gốc để có cái hướng đi tốt cho cái dân tộc Việt Nam này. Và bắt đầu, tôi hy vọng bắt đầu sẽ sửa sai bằng cái phiên tòa, kết quả của phiên tòa phúc thẩm xử chị Huệ và em Tiến hôm nay. Nếu như một cái phiên tòa công bằng, thì chúng ta sẽ hy vọng rằng ngày mai tươi sáng và cái tình trạng BOT cướp, chấn lột, bóc lột nó sẽ không còn tồn tại nữa. Pháp luật sẽ được thượng tôn. Còn nếu như chúng tôi thất bại, đấy không chỉ là sự thất bại của chị Huệ, của em Tiến, của những người phản đối BOT bẩn chúng tôi, mà còn là sự thất bại của tất cả đồng bào. Kinh nhỉ, sáng nay thả nhiều chó thế nhỉ. Tôi thì chẳng mấy khi tôi đọc comment khi tôi đang live stream, nhưng mà thỉnh thoảng thấy mọi người cãi nhau nên tôi phải cho mấy con bò đỏ thắt sủng này cút. Chắc lại được BOT bẩn nó trả cho nó cho ít tiền, nó tống ít tiền vào mõm nên là sủa ghê. Hôm qua thì tôi không biết là tụi BOT bẩn nó phải mất bao nhiêu tiền và mất bao tải tiền để đi chạy, tôi không biết nhưng tôi thấy vui. Chúng nó dù có bằng quyền, bằng tiền trà đạp thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật rõ ràng, trắng đen không thể lẫn lộn. Đấy là BOT bẩn Bắc Thăng Long Nội Bài là đã trái quy định của pháp luật, và chúng tôi chỉ phản đối những cái sai trái bất công nhá. Đừng có khoác lên người chúng tôi những cái câu phản động rồi phản quốc. Tại vì tất cả những cái này là chúng tôi làm nói theo những cái văn bản chỉ đạo, những cái văn bản mà ban hành bởi chính quyền, đóng dấu bởi chính quyền. Ba lần Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị chính phủ dỡ trạm BOT bẩn Bắc Thăng Long Nội Bài. Và các cái đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, các cái chuyên gia kinh tế cũng đã nói rất là nhiều rồi, là BOT bẩn Bắc Thăng Long Nội Bài là
đặt ở đó là trái quy định của pháp luật, trái cái nghị cái quy định của các hợp đồng BOT, trái nghị định 108 về đầu tư đối tác công tư, rất là nhiều thứ. Đấy, thế là nó gọi chúng tôi là phản động thì có nghĩa là tất cả những cái cơ quan trên cũng là thành phản động hết thôi. Tại vì họ đã đi tắt đón đầu đi trước mà, tuyên truyền trước, phát ngôn trước mà, đúng không? Thế mới dẫn đến những cái hành động mà chống tham nhũng của chúng tôi. Đừng có cất lộn lên đầu nha. Cả ngày hôm qua thì với trình độ phọt phẹt của kiểm sát viên, một cô kiểm sát viên mà ăn nói như hết hơi và vừa mới tỉnh ngủ, và như là luật sư Lê Luân cũng đã viết ở trên Facebook sau phiên tòa là luật sư cảm thấy thực sự là sốc với trình độ hiểu biết pháp luật của kiểm sát viên trong phiên tòa phúc thẩm của chị Huệ. Ăn chưa lên đợi, nói chưa lên lời, ngồi đấy một cái phiên tòa như thế chỉ để làm cảnh. Và các bạn cứ trách rằng là ở Việt Nam thì luật sư chỉ như những vật trang trí, thì tôi thấy rằng không chỉ luật sư như vật trang trí đâu, mà cả thẩm phán, cả viện kiểm sát, tất cả cũng chỉ là kịch thôi, đóng tròn vai đối với những cái vụ án bỏ túi. Họ vào đấy khi có án bỏ túi thì cái trách nhiệm của họ ấy chỉ là đóng tròn vai thôi các bạn ạ, chỉ là đóng tròn vai. Nên là chúng ta trách, không thể trách luật sư khi chúng ta, bản thân chúng ta, những cái người dân này không bảo vệ được cái sự tôn nghiêm của hiến pháp và pháp luật, không cho cái luật sư trong được cái môi trường lành mạnh, cái môi trường an toàn để họ thể hiện cái khả năng bào chữa và khả năng để bảo vệ hiến pháp và pháp luật của họ. Chúng ta đã không làm được điều đó. Thế nên là họ mãi mãi, nếu chúng ta im lặng, họ mãi mãi chỉ như những con rối ở trong tòa. Thật sự nó là như vậy. Và không chỉ họ, thẩm phán và viện kiểm sát cùng những cái bộ phận khác cũng chỉ như những con rối đóng tròn vai đối với những vụ án mà là án bỏ túi mọi người ạ. Anh Luân chắc là thấy sốc vì cái khả năng trả lời kiểu chắc phải là nói là cùn cục của viện, của cái chị viện kiểm sát đấy. Một mình chị ấy mà tôi cũng không hiểu vì sao một cái phiên tòa mà cần cái sự tranh luận như thế này mà lại đưa ra mỗi một cái đại diện viện kiểm sát ăn chưa nên đợi, nói chưa nên lời ra để đấu với những năm luật sư nổi tiếng. Thì tôi không hiểu là mục đích nó là thí tót hay mục đích nó là làm gì thì tôi cũng chưa hiểu. Nhưng mà cái sự tương quan lực lượng như thế là tôi đã thấy là không ổn. Nếu như mà phiên tòa hôm nay, nếu như phiên tòa hôm nay mà tuyên y án hoặc tuyên y án thì chúng tôi sẽ upload lên trên cộng đồng mạng những gì mà cái phiên tòa nó đã diễn ra để các bạn thấy rằng trình độ của những kẻ mà được ngồi ở trong tòa án này thực sự là đáng báo động, trừ luật sư các bạn ạ. Đấy, một viện kiểm sát non nớt đấu với 5 luật sư giỏi và không thể tìm cách để đưa ra chứng cứ, đưa ra các lập luật để buộc tội chị Huệ và Tiến. Quan tòa thì có hai người thể hiện sự cầu thị, đấy là thẩm phán chính và một thẩm phán phụ là một chị phụ nữ, còn một thẩm phán phụ là nam giới thì lúc nào cũng nhảy vào mồm người khác và chèn ép để không cho luật sư Luân và luật sư Việt cũng như là luật sư Quyên phát biểu. Và khi mà luật sư Pháp đưa ra 7 cái luận cứ mà buộc là nếu như xử đúng luật thì phiên tòa này phải hủy hồ sơ để điều tra lại, trả hồ sơ điều tra lại, thì nó mới bắt đầu lo lắng sợ và phải yêu cầu trợ lý là gửi hồ sơ vào cho. Và trong quá trình xử phiên tòa xử thì là nhắn tin, thẩm phán đó đã nhắn tin ra ngoài chắc là cầu cứu hay là gì đó thì tôi không biết. Thế nhưng mà đấy, cái diễn biến phiên tòa là như vậy. Tôi cũng đã xem rất là nhiều thứ rồi.
hay là không thả, hay là nói chung là niềm tin có hay niềm tin mất thì đến bây giờ vẫn ở trong tay của thẩm phán xử phúc thẩm vụ này. Đến bây giờ vẫn đang ở trong tay. Nhưng nếu xử đều thì chúng tôi có rất nhiều thứ, không chỉ cái đấy đâu, chúng tôi sẽ hê hết ra. Khi chúng ta không thể làm gì, không thể làm gì bảo vệ cho đời chúng ta, đời con cháu chúng ta, thì chúng ta sẽ phải làm hết, hết khả năng của mình, hết khả năng của mình nha. Một cái vụ án nó dễ ọt như này, 2 năm rõ 10 mà chúng ta còn không thể bảo vệ được những người công chính, thì những cái vụ án mà nó phức tạp hơn thì các bạn định làm thế nào? Các bạn làm thế nào? Các bạn vào các bạn la hét, hò hét, khóc lóc ở đây sao? Đây nè. Không thể có khả năng nếu như mà cán cân công lý không được thượng tôn. Đó là lý do vì sao chúng tôi, ngoài cái vụ của chị Huệ, ngoài cái việc thể hiện cái sự giám sát đối với phiên tòa của chị Huệ, chúng tôi còn thể hiện cái việc giám sát của người dân đối với cái thực thi pháp luật của ngành tư pháp Việt Nam. Ở đây là tư pháp Hà Nội, còn sâu hơn nữa là toàn bộ ngành tư pháp Việt Nam. Và đừng để người dân phải gọi tư pháp Việt Nam là tư pháp bẩn. À, tí nữa anh ạ, anh Dũng ơi, tí nữa em có hết clip ghi âm rồi các kiểu chúng ta đều có. Và những thằng nào xử như nào và những người nào cầu thị chúng ta cũng đều biết. Không thể lè bịp những cái người mà hiểu biết pháp luật như là chúng tôi đây. Chúng tôi sẽ cho các bạn biết là oan có đầu, nợ có chủ. Cô vẫn đến và có mang theo một cái biểu ngựa băng rôn là thả tự do cho Huệ Như. Đây, thả tự do cho Huệ Như đây. Bản án 3 năm rưỡi nó không dài, mà nó cũng không thể nào mà nó dạ nạt được một người phụ nữ cứng cỏi, cứng rắn như là chị Huệ được. Những người dân làm lụng vất vả quanh năm, phải đứng ở ngoài song sắt để hóng vào trong tòa. Khi mà kể cả là tường vôi hoặc là một cái viên gạch của cái tòa án này cũng đều xây lên bằng tiền thuế của dân. Đấy là sự nghịch lý. Lúc nào cũng hô khẩu hiệu của dân, do dân và vì dân. Đây trụ sở không phải là nhà của mấy cái thằng bảo vệ mất dạy mất nết như kia nhá, mà là cái nơi tòa án, là nơi người dân đến để đòi lại công bằng khi mà có khúc mắc. Vì sao phải mỗi một quốc gia đều phải có một hệ thống luật pháp nghiêm minh? Đấy là trong một quốc gia thì chúng ta có rất là nhiều giai cấp, và mỗi giai cấp và mỗi con người lại có những tính cách đặc trưng khác nhau và những cái hành vi cư xử khác nhau. Vì thế nên mới hình thành nên một cái hệ thống luật pháp có chứa đựng các cái quy phạm pháp luật chuẩn chỉnh để toàn bộ những cái người dân của cái đất nước đấy phải tuân theo. Bất kể là đang ở địa vị của giai cấp nào đều phải tuân theo luật pháp và hành xử theo đúng luật thì cái xã hội nó mới được bình yên. Đấy, thế nhưng mà một nhà nước mà cứ gọi là pháp quyền nhưng mà luật pháp lại không được thượng tôn thì không có lý do, thì tất cả mọi người dân đều có thể trở thành dân oan dự bị. Mọi người ạ, tất cả người dân đều có thể trở thành dân oan dự bị. Cứ đứa nào có nhiều tiền, có nhiều quyền hơn là nó sẵn sàng có thể chà đạp lên hiến pháp và pháp luật. Tôi đi đâu tôi cũng luôn mang theo quyển hiến pháp. Và tôi đọc trong quyển hiến pháp thì thấy rằng là đây là một văn bản có giá trị pháp lý cao nhất của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
cả các văn bản luật và văn bản dưới luật không được trái với hiến pháp. Đấy, vậy thì chúng tôi, những người mà chân lấm tay bùn, không được ngồi bàn giấy, không được ngồi điều hòa như các vị đây, cũng chỉ biết là cái việc đầu tiên là phải bám vào văn bản có giá trị pháp lý cao nhất, đấy là hiến pháp. Sau đến là các văn bản luật, chứ còn những cái văn bản của nhà các vị ấy, văn bản thể hiện tham nhũng và lợi ích nhóm của từng cái bộ, từng cái cơ quan của hành pháp, tư pháp và lập pháp ấy, chúng tôi không care. Chúng tôi chỉ care một, hiến pháp, hai, luật và các bộ luật, thế thôi nha. A thằng Hùng 10, hôm nay thì không vênh mặt nữa. Hôm nay thì chịu khó đeo khẩu trang dọ mõm rồi. Đây, đây, các bạn nhìn thấy chưa? Những cái con người này thể hiện cái trình độ không khó. Khi mà tòa án hỏi thì ấp áo, úng, thậm chí là không trả lời. Thế nhưng mà nó vẫn sẵn sàng, nó xử theo kiểu là bố đời mẹ thiên hạ. Chắc là gọi điện cầu cứu. Vậy là nó tuyên xong rồi. Nó tuyên xong rồi các bạn ạ. Nó tuyên xong rồi, tôi quá bất ngờ, đang live stream xe chở chị Huệ đi ra, có nghĩa là bản án đã được tuyên xong. Nhưng mà tôi không biết kết quả, bây giờ tôi không biết kết quả. Hình đi đâu, hồi kia rồi chị? Nó đi đường kia, nó không đi đường này đâu. Thế mọi người ở đấy không bảo em đi lối kia rồi các bạn ạ. Tôi quay lại. Chị ra đây, nếu có chị với em nhá. À kia kìa. Kia đúng không? Huệ Như vô tay, Huệ Như vô tay, Huệ Như vô tay, Huệ Như vô tay, chị ơi. Vẫy tay rồi đúng không? Tôi quay lại để hỏi luật sư pháp về kết quả phiên tòa. Chị vẫy cô à? Ừ, nó vẫy cô. Đấy. Nó vẫy cô, nó gọi. Vẫy cô. Chị kết quả phiên tòa đã xong, tôi chạy ra để xem luật sư. Chú cầm này cháu. Anh Pháp ơi, dạ 3 tháng 4 tháng còn 39 tháng thôi, còn về còn 39 giảm 3 tháng, Bùi Minh Tiến giảm 3 tháng, Bùi Minh Tiến còn 12 tháng, Lê Như còn 15 tháng. Anh ơi, đã kháng nghị chưa? Chưa. Kháng nghị đúng không? Các bạn thấy trò đùa không? Khổ sư nhà chúng nó, tôi biết ngay mà. Tôi đã biết phiên tòa hôm qua nó có kết quả nhưng nó không dám tuyên. Sau khi là những cái chứng cứ mà không thể chối cãi và cái sự áp lực của cộng đồng thì nó chơi trò là nó chơi trò mẹo vòn chuột. Giảm 3 tháng đối với mỗi bị cáo có nghĩa là gì? Có nghĩa là chính bản thân chúng nó đã thừa nhận chúng nó sai. Giảm 3 tháng à? Khốn nạn. Nó giảm 3 tháng. Tiến thì thế nào? Cho mỗi người. Tiến đâu? Em Tiến đâu? Không thi hành án luôn bây giờ chứ? Không phải luôn. À không, em không biết, em phải hỏi thằng bé xem nó đâu. Các bạn thấy trò đùa của công lý chưa? Nó chơi trò mèo vờn chuột với chúng tôi à? Khốn nạn. Nhưng mà Tiến đâu ạ? Tiến nó đi ra chỗ đây rồi. Nó chơi trò mèo vờn chuột với chúng tôi. Khốn nạn. Đây, thế là nó mèo vần chuột à? Là giảm mỗi ngày 3 tháng. Biết rồi, thế mới bảo nó mèo vần chuột. Nhưng mà kể cả nó giảm nửa tháng nó cũng thể hiện nó sai. Đúng không? Nói chung là cứ giảm là ít nhất là về hình phạt là cũng đỡ cho mình đã.
Không cần biết đó hay không nhưng nó đã thể hiện rằng nó đây sai. Người ta đang nói về việc vấn đề thực tế. Đấy. À, thế là hôm nay em Tiến là vẫn chưa phải ăn cơm cân mặc áo số nhỉ? Vẫn còn ngoài đúng không? Đây nó mang cái nó mang cái ba lô đi để chuẩn bị đi tù đây các bạn đây. Trong một cái xã hội mà các bạn nhìn thấy đây, bất cứ một người dân nào cũng có thể đối mặt với tù thôi. Đây là hành lý đi tù của em Tiến đây mọi người ơi. Hành lý đi tù đây. Đấy. Hành lý vẫn đang ngồi ở ngoài chuẩn bị sẵn này đấy. Thôi. Thi nhá. Cố lên nha em nhá. Dạ vâng, ok chị. Không, nhưng còn chống án chưa được. Tất nhiên là phải kháng nghị đến cùng. Mười nhanh em mong ngày chống án. Uống đi. Dạ uống đi. Thằng Trang đi tù mà vẫn chưa đi được. Mười năm ngày chống án để trừ. Còn 12 tháng. Còn em Thủy Nga 42 thì trừ đi 3, còn 39. 10 năm ngày chống án là trừ tái đẩm. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó chơi trò mèo vờn chuột với chúng tôi. Tôi đã nói rồi, cái việc này tôi đã biết. Cái gì? Còn bao nước đấy? Thằng cha đi tù mà vẫn chưa. Cháu với cả chị Huệ đều được giảm 3 tháng. Vợ chưa, hạnh trang đi tù chưa đi được. Cái quán góc đằng kia cho nó mát mát, tí đằng này là nó không. Ờ, cứ xem đi, tí cho chị xem. Chúng ta cái đi. Đó. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nó giảm, nó có giảm, anh hiểu không? Ý là có giảm thể hiện sự cầu thị. Nhưng mà chúng nó đang chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta 3 tháng trời các bạn ạ, 3 tháng trời đối với những nỗ lực, những cái câu kêu gào khản cổ của chúng tôi thì có thì có khác nào là nó khác nào là cái gì nhỉ? Tôi bây giờ tôi vẫn chưa tìm được cái từ keyword nào để nói. Chịu giảm án là chịu khuất phục rồi. Phần nào chịu khuất phục rồi. Đúng không? Mọi người đi ra cái quán kia chị ơi, chị dẫn mọi người đi ra. Quán không, quán này này. Gọi Tiến, à, gọi Tiến đi Tiến ơi. À, đi uống một nước. Ôi trời ơi, còn đâu nào. Đấy. Đâu? Bà thì bà sợ cục gớt. Đấy, các bạn thấy chưa? Trời. Bây giờ tí nữa thì tôi sẽ đi tiếp tế cho chị Huệ, gửi đồ và cho chị để lấy túi hiến pháp của cháu chưa? Túi hiến pháp của cháu mất rồi à? À đây. Ai đỡ cô dân oan kia đi, cô có đi được đâu? Cô ơi, cô đi ra kia để uống nước. À cô ra đỡ ai đỡ cô cô ấy này. Và giảm cho em hệ như 3 tháng, em Bùi Tiến 3 tháng, mỗi người 3 tháng. Cái trò mèo đấy, cái trò mèo chúng tôi. Cái trò mèo đấy chúng tôi sao không hiểu? Nếu như mà án bỏ túi, tôi nói với các bạn không phải hủy hoãn tòa đến lần thứ 3 nhá. Nếu như án bỏ túi thì cả ngày xét xử không phải để hôm sau mới tuyên án. Đấy, nên là tất cả chúng tôi đều biết và chúng tôi đều nắm được. Nhưng mà cái cơ hội chúng tôi cho họ để họ lấy lại cái niềm tin trong dân, họ đã không làm. Họ đã không làm. Anh Pháp ra rồi. Đây, thế đi ra đây đi. Một cái phiên tòa xử cái vụ 2 năm rõ 10 trắng đen lẫn lộn. Một cái vụ mà thể hiện rằng là tất cả người dân cả nước đều nhìn thấy cái hành vi của chính quyền là bắt những người chống tham nhũng bỏ tù.
Và một cái vụ án xử rất là đơn giản là những cái người dân thể hiện cái tiếng nói không chấp nhận áp bức bất công và thể hiện cái tiếng nói là cùng chung tay với chính quyền, với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để chống tham nhũng. Thế nhưng mà cuối cùng sao? Tham nhũng và lợi ích nhóm nó đã cấu kết với nhau và đẩy những người dân dám nói thẳng, nói thật vào tù. Trong suốt quá trình xử án từ sáng đến tối, không thể nào mà có những cái luận lập luận hoặc chứng cứ để buộc tội chị Huệ, nhưng nó vẫn thiên một kiểu khốn nạn, một kiểu gỡ gạc nhưng mà gỡ không xong. Các bạn ạ, gỡ không xong, gỡ không được. 3 tháng nó bằng 3 năm mà. Nó cho một cái bản án mà để nhiên tôi nghĩ xem mà cũng nâng lên hạ xuống và cũng kiếm được khá mớ tiền. Anh Pháp ơi, chán không? Kiếm được khá mớ tiền. Nói chung là hôm qua, cả đêm hôm qua là cũng kiếm được khá mớ tiền. Và đứa nào kiếm thì tôi không biết. Nhưng mà cái việc chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây. Chúng tôi sẽ không để một cái bản án nó như thế này, kiểu bố thí cho người khác như thế này được. Không bao giờ. Không, tất cả mọi người đang quay lại đây anh ơi. Đang quay lại đây đấy. Em gọi rồi. Anh Trung ơi, anh Trung, gọi mọi người quay lại đây đi. Bố thí đấy các bạn ạ. Đấy là một cách bố thí cho những người dân chống tham nhũng chúng tôi. Mất công, mất của, mất tiền. Không tiếc tính mạng, không tiếc tài sản. Không tiếc đến cả bản thân để vì một cái xã hội công bằng, văn minh. Vì một cái lời kêu gọi mà chúng tôi thấy rằng chúng tôi có nghĩa vụ phải làm. Và được gì? Một cái sự bố thí, một cái nỗi đau, một cái nỗi chua chát mà không thể nói được thành lời. À, chó thì chị không sợ chó. Chị là chị rất thích tham gia cái group không sợ chó em ạ. Thế nên là yên tâm. Khi chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi mơ hồ thì chúng ta sẽ trở thành những người dũng cảm. Tôi cũng được an ủi phần nào khi chị Huệ sáng nay có nghe thấy câu tôi nói chị ơi em đây. Chị biết là tôi lúc nào cũng bên cạnh chị. Dù bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng luôn ở bên cạnh chị. Khi mà chị ra về thì cũng nghe thấy câu chị ơi chị em đây. Vậy đấy. Chúng ta xoa dịu không được. Xoa dịu gì 3 năm? Xoa dịu phải là 6 tháng. À 3 tháng. Xoa dịu phải là 6 tháng nha. Ít nhất là 6 tháng. Nhưng mà nó xoa dịu kiểu gì? Nó lại xoa dịu 3 tháng. Như vậy đấy không phải là xoa dịu, mà đấy gọi là bố thí. Bố thí cho kẻ, cho kẻ dừa cấp dưới. Đấy. Thành ra chúng tôi thấy nực cười, mẹ lại tốn một mớ tiền mớ của để đi tiếp, khốn nạn. Tôi tạm dừng cái livestream ở đây, bà con cũng thấy rồi, nói hết nước hết cái, hết lời hết nhẽ, được mất chúng tôi cũng đã nói, hơn thiệt đã nói mọi thứ có thể nói đến thời điểm này, cũng chỉ mong rằng cái đất nước này bình yên, cũng chỉ mong rằng chúng tôi chống được tham nhũng, các bạn ạ, chúng tôi chống được tham nhũng. Tạm thời tôi kết thúc cái livestream ở đây. Uống ngụm nước và với bà con để cảm ơn những cái tấm ân tình, những cái tấm chân tình mọi người đã dành cho chị Huệ. Tôi cũng thay mặt chị Huệ, hôm qua thì tôi cũng về nhà và sáng nay thì bà con cũng thấy là mắt tôi là có sưng. Tôi đã đọc những cái bài mọi người viết về chị Huệ. Tôi đã đọc hết, tôi đến 3 giờ đêm tôi vẫn chưa ngủ. Tôi đã đọc hết những cái tấm chân tình mọi người dành cho chị Huệ. Và tôi thấy rất là xúc động. Vì thế khi mà cái phiên tòa này kết thúc với những cái gì tôi vừa thông báo cho mọi người, thì cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành, cái tấm chân tình mọi người đã dành cho chị Huệ. Và cũng mong rằng chúng ta sẽ mãi đồng hành.
xin cảm ơn.